Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Tranh cãi lầy lửa Khổng Tuyết Nhi, nhóm giờ 9, bị trợ lý nữ sờ soạng đặt tay lên ngực, ôm eo trần giữa sân bay. Các fan của Khổng Tuyết Nhi đang yêu cầu ekip thay đổi trợ lý và vệ sĩ để bảo vệ nghệ sĩ tốt hơn. Sự việc nóng và gây bức xúc trên cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc mới debut giờ 9 ngày hôm nay liên quan đến Khổng Tuyết Nhi, thành viên nữ xinh đẹp và sở hữu visual đỉnh nhất nhóm. Trên mạng xã hội, hàng loạt clip cũng như khoảnh khắc nhạy cảm của nữ trợ lý dành cho Khổng Tuyết Nhi nhận về hàng trăm bình luận chỉ trích. Cụ thể, xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh trưa ngày hôm nay, Khổng Tuyết Nhi diện trang phục cá tính, khoe vòng eo thon gọn. Xuất hiện bên cạnh cô là một nữ trợ lý, điều đáng nói. Nữ trợ lý này liên tiếp có những hành động thân thiết quá đà, từ việc nắm tay cho tới ôm eo trần của Khổng Tuyết Nhi. Đặc biệt giữa tình cảm cảnh của hàng trăm fan xô đẩy và chèn ép, trợ lý này không những không làm việc tốt bảo vệ thần tượng mà có hành động đặt tay lên ngực và eo của Tuyết Nhi. Clip ghi lại cảnh Khổng Tuyết Nhi bị trợ lý nữ nắm tay. Trong lúc tình hình sân bay đang bình thường, nữ trợ lý này bất ngờ đòi nắm tay Khổng Tuyết Nhi. Trong khi đó, Khổng Tuyết Nhi mải nhận một món quà lớn từ fan và liên tục bị xô đẩy. Trợ lý nữ này không những không giúp cô thoát khỏi vòng vây, thay vào đó lại ôm chặt eo, tạo ra khoảnh khắc vô cùng nhạy cảm. Ở một góc quay khác, người này liên tục đặt tay lên vùng ngực của Tuyết Nhi một cách khó hiểu. Trên mạng xã hội, hàng trăm bình luận chỉ trích nữ trợ lý này dường như có ý định quấy rối vậy. Xem loạt hình ảnh, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ và vô cùng nóng mặt. Tại sao lại phải ôm ấp một cách thái quá thế kia? Một bài viết nhận được hàng ngàn like có nói, giới tính chưa bao giờ là một cái cớ để làm điều này. Hôm nay Tuyết Nhi mặc một bộ đồ lộ eo, người này hoàn toàn có thể để tay sau lưng nhưng vẫn cố tình đặt tay lên eo cô ấy, không chuyên nghiệp chút nào, vân vân. Trong các hình ảnh của fan sai chụp, không khó để nhận ra trợ lý liên tục đòi nắm tay Tuyết Nhi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.